tế bào này thường cái lớp lipid nó rất là nhiều, mà cái kho lipid của nó đó, cho nên thuốc mà tan trong nước là hầu như không tan được, không vào được trong não. Mà thuốc rất là tan trong lipid thì nó có thể vào trong não, nhưng vào trong đó rồi nó cũng rất là khó đào thải được trong đây, nó gây cái lụy trong não. Như vậy thì cái này à, cái cấu trúc của cái này chúng ta gọi là hàng rào màu não. Rồi đây là lớp tế bào biểu mô. Tế bào biểu mô này như là từ da hay là ở các cái màng này, anh chị thấy các cái lớp nó rất là chặt chẽ nha. Như vậy như chúng ta ví dụ như chúng ta bôi thuốc ở đây, nó muốn vừa qua và đến mạch máu nó phải xuyên qua cái này của lớp tế bào. Đây là khoảng nhiều các tế bào, đây là tính thiện vi điện tử của chị. Rồi cái này chúng ta rồi sau khi vào trong tế bào xong, ví dụ như chúng ta có một thuốc điều trị viêm gan siêu vi C à, nó vào trong tế bào gan. Thì gan là một cái khối mô mà nó tập hợp rất là nhiều tế bào gan đúng không anh chị? Như vậy thì nó vào được tế bào rồi, nó muốn qua tế bào khác à, cái bào lên trên lên dưới. Vậy nó phải làm gì? Lại nó lại xuyên qua màng tế bào, nó chịu cực khổ thêm lần nữa. Thì giữa các tế bào nó có những cái protein, nó tạo thành những cái kênh liên kết à, để nó thực hiện chức năng trao đổi giữa các tế bào trong cùng một mô. Thì đó là những cái protein nó tạo thành những cái kênh có cái kích thước à, cái đường kính đó, nó bằng 1.2 đến 1.5 nanomet. Như vậy các chị thấy thuốc hoặc là test nó muốn trao đổi qua cái này thì cái thuốc nó phải ở dạng nano, đúng không các chị? Cho nên các chị thấy mới thấy là công nghệ nano bây giờ nó phát triển là bởi vậy, bởi vì nó sẽ giúp tăng hấp thu thuốc, bởi vì cái thuốc nó rất là nhỏ, tăng trao đổi nghe thuốc trong các tế bào cùng một hệ thống bộ. Thì những cái này chúng ta gọi là những cái composite, tức là nó gồm các protein nó liên kết với nhau tạo thành thuốc khe. Cái kênh này nối liền giữa hai tế bào với nhau. Đây là hình ảnh vẽ và đây là hình ảnh được tính hiển vi điện tử thực tế như các chị. Đây là tế bào 1, đây là tế bào 2, giữa hai cái này nó có cái con cái xin nó nối lên đây. Đó. Như vậy thuốc sau khi vào trong mô rồi thì nó có thể trao đổi giữa các tế bào trong mô giữa cái hệ thống liên lạc nội tế bào à, hoặc là liên tế bào. À, đó là vận chuyển thụ động. Chúng ta qua cơ chế vận chuyển thứ hai là vận chuyển thuận lợi và vận chuyển thụ động. Bây giờ nếu mà nói về vận chuyển thụ động đó, à, điểm thứ nhất đó là chúng ta cái hệ thống chất mang, cái hệ thống chất mang của chúng ta đó. À, nó phải nằm trên màng tế bào, tức là trên màng tế bào nó có cái hệ thống chất mang. Cái thứ hai nữa là nó cần à, một số cơ chế nó cần phải có năng lượng. Thì đối với cái và cái đặc tính thứ ba đó là nó mang tính bảo hòa và cạnh tranh. Thụ động thì nó cứ lề đồ nồng độ thôi, chừng nào nó ngưng lại, nó bảo hòa thì nó ngưng lại, còn cái này nó cạnh tranh. Cạnh tranh nghĩa là ví dụ như các chị dùng hai thuốc cùng một lúc. À, thì hai thuốc này ví dụ như nó cùng được một cái cơ chế vận chuyển, nó vận chuyển như vậy thuốc nào nó có áp lực cao hơn cái hệ thống chất vận chuyển nó sẽ được hấp thu trước. Cho nên đôi khi các anh chị uống một thuốc nó hấp thu rất là tốt, nhưng các anh chị uống hai thuốc cùng một lúc thì nó sẽ giảm hấp thu của cả các thuốc, hoặc là tối thiểu là cái thuốc mà chúng ta đang uống trước đó. Như vậy đôi khi chúng ta thấy cái hiện tượng nó xảy ra, cái hiện tượng đó chúng ta sẽ gọi là tương tác thuốc. Thì sau này trong cái chiều lâm sàng thì sẽ học cái này kỹ hơn. Bây giờ hệ thống vận chuyển của chúng ta gồm những cái gì? Thì cái hệ thống vận chuyển nói chung á, chúng ta gọi là các cái transporter, các chị biết rồi, à, gọi là cái chất vận chuyển. Trong cái transporter này chúng ta không gọi ra là uniporter, à, simporter, antiporter. Uniporter là gì? Đó là vận chuyển một chất hay một ion theo một hướng nhất định. Simporter đó là vận chuyển hai hay nhiều chất theo cùng hướng. Antiporter đó là vận chuyển hai hay nhiều chất theo những hướng đối nghịch lại nhau. Và cái
một cái gọi là cái bơm đó vẫn là đơn gì vậy? Bơm thì nó tạo ra vận chuyển một chất là các cái ion. Vậy làm sao chúng ta phân biệt là khi nào chúng ta là uniporter, uniporter, antiporter, bơm? Các anh chị chú ý ha, đây là đồng vận với đồng vận đó vận. Ai nên gọi uniporter tiếng Việt là gì ạ? Anh á, mời anh. Vì cái bắt tờ này thì gọi tiếng Việt là gì ạ? Cái bắt tờ chúng ta gọi tiếng Việt là gì ạ? Cái bắt tờ là gọi tiếng Việt là gì ạ? Cái đồng vật cái đó. Rồi xin bắt tờ gọi là gì? Cái gì nè? Ok. Rồi cái view này là gì? À, biết rồi nhưng mà cái kênh á. À, thì chỉ có một chất vận chuyển thì chúng ta gọi là gì? Chúng ta có cái đơn vận chuyển. Đơn vận chuyển. Đơn vận chuyển. Như là đơn vận chuyển. Một mình là có đơn và đơn vận chuyển. Còn xin bắt tờ là xin bắt tờ là đồng vận chuyển. Các chị dành cái dùng biển đa vận chuyển bởi vì simporter và antiporter nó được vận chuyển nhiều cách đấy. Các chị gọi đa vận chuyển, các chị không phân biệt được đồng vận chuyển và antiporter, chúng ta gọi là gì? Đối vận. À, như vậy đồng vận chuyển có nghĩa là cùng hướng, còn đối vận chuyển là ngược hướng. Thì đó là cái thuật ngữ. À, và cái này nó giúp cho chúng ta hấp thu thuốc, trao đổi thuốc. À, hoặc là các cái thuốc sau khi vào trong tế bào gan không, nó chuyển hóa thành các chất, nó đào thải ra ngoài, nó cũng nhờ hệ thống vận chuyển này. Nếu không có hệ thống vận chuyển này thì chúng ta không hấp thu được thuốc, cũng không đào thải được các chất chuyển hóa của thuốc. Rồi cái bơm thì các chị biết rồi, à, trong cơ thể chúng ta, các chị trong sinh lý bình thường các chị đã học được bao nhiêu là bơm rồi, bơm nào quan trọng, bên là bơm rồi. Bơm ruột. Natri cộng, kali cộng, ATPA. Bơm đặc độ natri kali, rồi bơm gì nữa? Rồi tông. Hả? Natri canxi. Natri canxi nằm ở đâu? À, trên tế bào có tên chúng ta có natri canxi. Cái đó không phải là bơm. Cơ. Sau khi chị là thay rồi, cái gì gọi cho nó đúng. Cơ. Cái này là cơ. Cũng không phải là kênh. Kênh ni ông là kênh ni ông, mà bơm là bơm, mà đơn vận chuyển là đơn vận chuyển, mà đồng vận chuyển là đồng vận chuyển, khác nhau hết. Các chị đừng có gọi chung nó loạn xạ sai hết nha. Natri canxi không phải là bơm. Các chị tại sao nó không phải là bơm? Chị nói từ từ thôi. Các chị học đủ thứ môn hết rồi, bây giờ chị nói tại sao chúng ta phân biệt cái bơm với những cái này bằng cái gì? Bơm năng lượng. Hả? Năng lượng. À, đó chính là có chữ ATPA. Như vậy bất kỳ cái nào mà nó có dính tới ATPA thì các chị mới gọi nó là bơm. Nha, còn cái nào không cái đó thì các chị phải coi bản thân nó để các chị gọi là đơn hay đồng hay là đối vận chuyển. Thì đó là cái hệ thống vận chuyển ba cái này này các chị. À, những cái này thường là hệ thống vận chuyển thuận tiện, tức là nó tiếp cận năng lượng, nhưng bắt đầu có bơm thì nó cần năng lượng. Và tiếp theo nữa là những cái hệ thống chất vận chuyển ha, có trong cơ thể được vận chuyển thuốc. Đa số thuốc của chúng ta, tất cả các chất chúng ta sẽ được vận chuyển bởi các cái họ ABC, ABC tức là ATP Badin Cassette. Đây là một cái hệ thống vận chuyển nó cần tới ATP năng lượng. Họ thứ hai là LC, LC là Carrier Transporter, tức là những cái chất vận chuyển, các chất hòa tan, hệ thống vận chuyển các chất hòa tan. Thì cái hệ thống vận chuyển này nó rất quan trọng trong việc hấp thu, phân bố, chuyển hóa thải từ thuốc. Chẳng hạn như thuốc muốn vào não thì nó phải nhờ cái hệ thống vận chuyển này vào. Rồi thuốc từ não nó muốn bài tiết ra trong vào trong máu để nó đào thải ra ngoài thì nó cũng có thể phải nhờ hệ thống vận chuyển này. Cái thứ hai là dược lực học. Này về mặt dược lực học và ý nghĩa của nó về dược lực học thì cái đích này, nếu chúng ta tắt được cái đích này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu lực của thuốc. À, rồi đề kháng thuốc, chẳng hạn như glycoprotein là một cái protein nó nằm trong hệ thống vận chuyển họ ABC.
Thì bình thường tế bào của chúng ta các thuốc nó vào rồi nó đi ra vân vân. Thì đặc biệt cái glycoprotein này nó biểu hiện rất là nhiều trên tế bào ung thư. Cho nên khi các anh chị dùng một cái thuốc hóa trị nó vào đến cái mô ung thư chúng ta chẳng hạn như gan chẳng hạn. Khi nó vào được cái bộ gan hấp thu rất là tốt, nhưng khi hấp thu xong thì glycoprotein là bơm thải ra ngoài. Nó lại thải ra thuốc ra cái dòng thải thuốc. Cái khác cơ thuốc này nó khác cái khác thuốc theo kiểu phát sinh. Như cái chị đang chị học vi sinh là cái gì? Cái thuốc theo kiểu phát sinh là cái gì? Cơ chế nó là cái gì? Chị học phát sinh đó. Đề kháng phát sinh thì nó xảy ra thường là theo cơ chế nào? Trời đất ơi. Chị các chị về chỗ này nè, ví dụ như chúng ta dùng một cái kháng sinh dùng lâu ngày đúng không các chị, vi khuẩn nó kháng kháng sinh đó, chúng ta phải chuyển qua kháng sinh khác, trường hợp đó chúng ta gọi là đề kháng kháng sinh. Rồi cái thuốc thứ hai, ví dụ như các chị dùng cái thuốc tim mạch để các chị kiểm soát tăng huyết áp chẳng hạn, các chị uống lâu dài hiệu lực của thuốc này nó cũng mất. Hai cơ chế đề kháng này nó khác nhau. Vậy thì chị cơ chế đề kháng kháng sinh là các chị như thế nào? Chị học vi sinh rồi mà, vi sinh học chưa? Sao mà chưa học được? Vi sinh học từ lớp 1, lớp 2 sao mà chưa học? Cô này đa số cơ chế nó là gì, liên quan đến cái gì? Cái vi khuẩn thay đổi phù hợp với tôi thay đổi bằng cách nào? Thay đổi cấu trúc gì? Cấu trúc mạng để cho thuốc không thâm vào được là một cơ chế, nhưng mà cơ chế đó chưa hẳn là cơ chế mà tự gặp. Nó sinh enzyme tạo ra. Đó là vi khuẩn nó tạo ra các enzyme để phân hủy hoặc là bất hoạt thuốc. Còn đối với cái cơ chế người chúng ta khi sử dụng thuốc lâu dài đó là nó tăng biểu hiện các protein. Protein này là những cái bơm nó tống thuốc ngược ra là gọi lại tế bào. Cho nên nó sẽ ra mất hiệu lực của thuốc. Thường chúng ta thấy thuốc thì ung thư là hai cái này ảnh hưởng nhất. Rồi liên quan đến tác động bất lợi của thuốc, ví dụ như chúng ta tổn thương gan, tổn thương thận, hệ thống vận chuyển nó giảm cái hàng thì như vậy thuốc nó sẽ tích lũy, nó dẫn đến động lực. Miễn nhiễm ấy. Thì đây là các cái hình ảnh minh họa, ví dụ như thuốc từ rồi nó sẽ hấp thu vào AGT ở đây tức là hệ thống vận chuyển transporter, rồi nó vào trong cái hệ thống trung ương, hệ thống trung tâm, nó đi vào gan, thuốc từ máu vào gan nó cũng cần cái hệ thống vận chuyển từ gan, sau khi nó chuyển hóa thuốc xong nó muốn bài đến ra ngoài nó cũng cần là hệ thống vận chuyển vào tầng, nó muốn vào tầng nó vào đến thận thì nó cũng cần hệ thống vận chuyển, rồi từ thận bài tiết ra ngoài nó cũng cần hệ thống vận chuyển. Như vậy tổn thương gan, tổn thương thận, suy gan, suy thận gì nó cũng ảnh hưởng đến cái phân bố và bài tiết thuốc hết, và đến cuối cùng nó đều ảnh hưởng đến tác động của thuốc hết. Cái này là tế bào gan, ví dụ như đây phân tử thuốc của chúng ta như thế này, thuốc của chúng ta nó có thể xuyên qua màng tế bào, qua mô, qua gì đó, nhưng đa số thuốc của chúng ta phân tử nó lớn, nó bắt buộc cần hệ thống vận chuyển. Và ở đây xong, thì thuốc nó sẽ chuyển hóa qua phân bổ, qua hai vân vân. Thì cái chất chuyển hóa của nó cũng bắt buộc phải từ gan nó bài tiết ra ngoài để nó đi ra ngoài chứ, còn không nó tích lũy như thế sao? Rồi từ cái này vân vân vân, từ tế bào 1 qua tế bào 2 thì nó cần cái hệ thống vận chuyển nhiều các tế bào, nó còn cái xin như thế này. Đây là ở gan cái tầng, cái hình này nó chỉ về từ đầu tiên, tức là ảnh hưởng của quá trình thay đổi của chức năng gan thận lên hấp thu rồi. Chị là có hay đi học buổi sáng không? Đây là lần đầu tiên các chị đi học buổi sáng nè. Các chị bữa tối các chị cũng buồn ngủ, buổi sáng các chị cũng buồn ngủ. Rồi các chị buổi sáng thì làm gì? Đi ngủ. Đi làm rồi. Đi làm. Rồi các chị nghỉ tại chỗ 5 phút
chúng ta nghỉ 5 phút, chúng ta học khoảng tới 10 giờ 15 chúng ta nghỉ luôn nha các chị, ta nghỉ chơi lao nha. Dạ. Vì giờ nghỉ 5 phút để các chị làm việc xin cái lại làm việc đó, rửa mặt gì đó trước. Có cái gì trên đó? Cái này nè, bỏ vô trong đó được. Không chết. Đi rồi 25 người rồi.